Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối hàng hóa, phục hồi kinh doanh trong bối cảnh doanh nghiệp chịu những ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hội nghị Gian hàng Việt trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã được phổ biến về thương mại điện tử, hướng dẫn tư vấn về cách thức kinh doanh thương mại điện tử, phân phối hàng hóa hiệu quả trên sàn thương mại điện tử, tư vấn về giải pháp truy xuất nguồn gốc, các gói hỗ trợ tài chính và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có thời gian trao đổi, tìm hiểu sâu hơn từ đại diện của các đơn vị triển khai và các đối tác hợp tác của chương trình về gian hàng Việt trực tuyến và hình thức kinh doanh hiện đại trong bối cảnh mới. Gần 20 doanh nghiệp sản xuất cũng đã hoàn thành việc ký kết thỏa thuận triển khai phân phối sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử thông qua gian hàng Việt trực tuyến chương trình gian hàng việt trực tuyến trên các sản thương mại điện tử được cục thương mại điện tử và kinh tế số thiết kế xây dựng phối hợp chặt chẽ với các sản thương mại điện tử lớn ở việt nam như đỏ, viettel post tiki với mô hình phân phối trực tiếp từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng